Có tin rất hay về cái chỗ Đà Nẵng. Đà Nẵng đang xuất hiện một cái chi nhánh họ của công tử Bạc Liêu. Ông Hoàng Dũng có biết cái chi nhánh này không? Cháu của công tử Bạc Liêu đã chuyển ra Đà Nẵng. Và tên là Xuân Anh hay tên là gì đó. Đó, không biết ông Hoàng Dũng là có xem là có điều tra giúp xem là ông Xuân Anh ở Đà Nẵng xem có phải là cháu. Nghe tin tôi đang nghe tin là trên cộng đồng mạng đồn là ông Xuân Anh là cháu của ông cháu họ gì đó của công tử Bạc Liêu. Đó. Thế thì cũng chưa biết là thực hư ra sao nhưng mà hôm từ hôm qua đến giờ thì có mấy anh bạn Đà Nẵng là cứ gọi điện liên tục. Gọi liên tục bàn về cái chuyện là Đà Nẵng đang rất hăng hái định hô hào để xây một cái hầm chui qua sông Hàn. Cái hầm chui nó chắc là nó khoảng dài khoảng 1-2 nghìn mét gì đó chui qua sông Hàn. Thế thì cộng đồng mạng cũng đang rất nóng và đặc biệt là các anh em kiến trúc sư và những cái nhà quy hoạch, những cái anh em mà cố vấn và phản biện cho ủy ban và cho thành ủy Đà Nẵng. Người ta đều phản đối, với giới chuyên môn thì người ta đều phản đối cái việc mà mấy cái anh cháu của công tử Bạc Liêu đang quyết tâm xây cái hầm chui qua sông Hàn. Nó trị giá khoảng theo như các anh ấy hồi đầu ấy thì hồi đầu năm ấy, đầu năm 2016 thì các anh ấy dự toán nó khoảng 137 tỷ. Thế nhưng mà thời điểm này thì nó đã được đẩy lên đến hơn 4.000 tỷ rồi. Hơn 4.000 tỷ. Và dự tính là có thể lên đến 5.000 tỷ. 5.000 tỷ cái đầu tư vào cái hầm chui này. Và theo như là các nhà chuyên môn thì cho rằng là khi mà quá trình thi công ấy, thì cái việc đẩy giá lên nó có thể nó lên đến tận 6-7.000 tỷ thì cũng chưa biết. À thế thì giá trị thật của cái hầm chui này thôi hôm trước thì tôi có nói một cái clip về cái chuyện là phản biện, các chuyên gia phản biện, có anh có mấy bác Minh, bác Minh là phó chủ tịch, nguyên phó chủ tịch cũ của Đà Nẵng, và có một anh hội trưởng của hội kiến trúc sư của Quảng Nam ấy, thì đã phản biện và cho biết là không không cái làm cái hầm này nó không hay, nó không tối ưu và tại thời điểm này thì không cần làm cái hầm. Thế thì tôi chỉ là một cái người mà hay phản biện các cái dự án ấy và cũng tôi cũng quan sát và tôi cũng tổng hợp nhiều cái thông tin và cũng vì là cũng dính dáng đến cái ngành xây dựng nhiều, cũng làm nhiều dự án thế là cũng biết. Biết thì tôi chỉ đưa ra một cái so sánh để các anh em trong giới chuyên môn và những bà con ở Đà Nẵng nắm được. Tức là hiện giờ thì cái dự toán ấy, cái dự toán và cái ý tưởng mà của mấy anh cháu của công tử Bạc Liêu đang định xây cái hầm ấy, thì nó đang ở dừng ở mức là từ dự tức là nó khái toán nó có khoảng từ 4.100 tỷ cho đến 5.000 tỷ. Thì cái 5.000 tỷ này nó là cái con số mà chúng ta nghe thì chúng ta không hình dung được nó là bao nhiêu và giá trị nó là cái gì. Nhưng mà tôi lấy một cái ví dụ khác, tôi sẽ lấy một cái ví dụ khác để các bạn dễ hiểu. Tức là một cái ví dụ về một cây cầu khác chẳng hạn. Đó. Thôi thì khoan bàn về cái chuyện là hầm nó có nhiều cái rủi ro. Rủi ro thứ nhất là nó có thể thi công nó rất khó. Thi công hầm nó cực khó. Hợp long rồi là các cái thiết kế hầm rồi cái hợp long ấy, tôi biết là cái liên danh thiết kế giữa cái công ty mà của Bộ Giao thông Vận tải liên danh với một anh Nhật Bản. Đó. Thiết kế cái hầm chui này. Thế thì về mặt mà phân tích về cái mặt mà tối ưu thì các bạn biết thừa là cái hầm nó thi công thì nó sẽ khó hơn nhiều lần cái việc mà thi công một cái cầu. Vì trong cái thời đại mà công nghệ bê tông ứng lực bây giờ và hai là những cái công nghệ đúc hẫng bây giờ thì người ta thi công những cái cầu nó dễ lắm, nhàn lắm, mà dễ, mà nó rẻ tiền, thì thi công rất nhanh. Mà hai nữa nó tạo ra cái cảnh quan kiến trúc nó tương đối là đẹp và nó tránh được những cái rủi ro. Cái rủi ro là khi mà bạn làm cái hầm ấy, thứ nhất là nó đắt tiền, thi công khó và những cái rủi ro về việc mà địa chất, động đất, thế thì nó ai cũng có thể nhìn thấy những cái mà không tối ưu. Thế thì ở đây tôi chỉ đưa ra về chuyên môn thì tôi không không cần phân tích nhiều vì cái này để cho các nhà chuyên môn với nhà phản biện
sẽ phản biện với phía thành ủy và phía ủy ban Đà Nẵng. Thế mà về mặt mà làm thông tin ý, làm báo ý, thì tôi chỉ đưa ra những cái thông tin để các bạn so sánh nó dễ thôi. Những người dân và những cái người mà quan tâm đến các cái sự kiện thì người ta nhìn nó dễ. Đó, có bạn Quang Nguyễn comment là bác nói hết ra thì người ta làm sao mà làm ăn được, kiếm ăn được. Làm chuyện đó là chuyện của xã hội và các chuyện của băng nhóm lợi ích. Thế còn ở đây là chúng ta là những cái người mà khách quan, chúng ta chỉ làm rõ những cái thông tin và đưa ra những cái phản biện về mọi mặt để cộng đồng người ta hiểu rõ được. Thế tôi đưa ra một cái ví dụ rất đơn giản để các bạn biết. Là năm cuối năm 2014 ấy, ở Hà Nội chúng tôi, anh Dũng, khi đó anh Dũng anh còn là thủ tướng ấy, Nguyễn Tân Dũng ấy, thì anh khoảng tháng 6 gì đó ấy, thì đợt đấy tôi cũng chứng kiến vì tôi đang làm cái công trình ở bên phía Mê Linh và phía Vĩnh Phúc ấy. Thì anh Dũng anh chính thức phát lệnh thông xe cái cầu Vĩnh Thịnh. Các bạn biết là cái cầu Vĩnh Thịnh là một cái cây cầu mà cây cầu vượt sông lớn, vượt sông mà nó dài nhất ở Việt Nam. Đó. Cái cây cầu Vĩnh Thịnh này ở Hà Nội thì nó do cái đơn vị thi công của Hàn Quốc ấy. Hàn Quốc người ta thi công và cái nguồn vốn thì nó là của vốn ODA. Đó, Hàn Quốc người ta làm. Thì thực ra cái cây cầu này, cái cầu Vĩnh Thịnh, những cái đặc tôi nêu ra những cái thông số chính để các bạn nhìn thấy, để các bạn hình dung ra là làm một cái cây cầu vượt qua sông Hàn hoặc là làm cái đường hầm vượt qua sông Hàn thì nó sẽ nếu mà chúng ta là chủ nhà, chúng ta là chủ đầu tư hay chúng ta là những cái người mà cầm cân nảy mực, chúng ta sẽ chọn cái gì, chúng ta sẽ chọn làm cái gì, trong trường hợp cần thiết thì chúng ta sẽ làm cái gì. Đó, cái cây cầu này, cái cầu Vĩnh Thịnh này nó thông xe vào hồi tháng 6 2014 thì nó dài, nó là cây cầu vượt sông dài nhất Việt Nam, nó dài gần 5.500 mét, các bạn thấy không, 5.500 mét, vượt qua sông Hồng, dài nhất trong những cây cầu vượt sông Hồng. Đó, nó rộng 16,5 mét, thiết kế cho bốn làn xe. Vâng, mà nó đây là cây cầu bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực, bê tông dự ứng lực vượt sông Hồng dài nhất Việt Nam đến cái thời điểm 2014. Các bạn biết là cái bê tông dự ứng lực là cái công nghệ ở chúng ta ấy. Các anh em nào làm xây dựng ấy, ở trường học trường xây dựng ấy, thì biết là cái công nghệ dự ứng lực căng trước hoặc căng sau thì chúng ta được chuyển giao công nghệ từ Bỉ, người ta làm cái công nghệ ứng lực này sớm và người ta chuyển cho Việt Nam mình những cái bán cái công nghệ để cho Việt Nam. Thế thì ở Hà Nội chúng tôi làm rất nhiều cái tòa nhà, xây những tòa nhà và những cái cầu vượt ở trong thành phố ấy, bằng công nghệ ứng lực. Những tòa nhà và những cái nhà cao tầng, thậm chí là những cái khối bê, những cái nhà được lắp ráp bằng những cái cấu kiện bê tông mà đúc sẵn và nên lắp vào, người ta gọi là bê tông căng ứng lực trước. Đó, căng lực trước, tức là chúng ta làm những cái cấu kiện mà chúng ta lắp vào, cẩu vào lắp vào, chúng ta căng sẵn ở nhà xưởng ấy, đúc sẵn những cái dầm dài, những cái dầm như cái cầu cạn Khuất Duy Tiến chẳng hạn. Đó, chúng ta làm sẵn, chúng ta cẩu đi hiện trường, chúng ta lắp, nó giống như là những cái dầm cầu mà làm hiện giờ đang làm đường sắt trên cao đó chẳng hạn, chúng ta đúc ở xưởng và chúng ta căng cáp ứng lực đấy, người ta gọi là căng ứng lực trước, đó là hết cường độ giãn ấy. Và bê tông nó đạt cường độ và nó hết cái giãn của cáp ấy. Sau đó chúng ta cầu đi hiện trường, chúng ta lắp lên, gọi là ứng lực căng trước. Thế còn những cái sàn nhà, chúng tôi làm những cái sàn nhà, nhà chung cư hiện giờ đang làm rất nhiều, là chúng ta làm những cái công nghệ cáp, cũng cáp ứng lực, gọi là căng sau. Tức là chúng ta đổ bê tông, chúng ta đặt cáp vào trong và chúng ta chờ cái sàn bê tông nó đạt những cái cường độ theo như tính toán, thì chúng ta dùng các trang thiết bị, chúng ta căng lên, căng cái cáp lên để cho nó hết cái giới hạn giãn. Đấy gọi là căng sau, đó là bê tông, gọi là công nghệ bê tông dự ứng lực căng sau. Đó. Thế thì cái cầu Vĩnh Thịnh, mà cầu vượt sông dài nhất ở sông Hồng ấy, đến thời điểm này, thì nó được là làm từ cái công nghệ mà bê tông cốt thép và cốt thép dự ứng lực. Đó. Và tổng cái mức, cái quan trọng nhất ấy, ở trong cái cây cầu này, là tổng cái mức đầu tư của cây cầu Vĩnh Thịnh này, nó chỉ có 137 triệu đô thôi. Nó rẻ lắm. Các bạn hình dung là nó dài 5.500 mét, 4 làn xe, do Hàn Quốc thi công hoàn toàn. Mà giá thành chỉ có 137 triệu đô. Các bạn biết không? Rẻ đến mức như thế nào? Đó. Thế thì các bạn hình dung là các anh ấy vẽ ra một cái hầm chui nó 5.000 tỷ, 4.000 tỷ. Đấy, các bạn là có anh nào vừa, anh Quốc Trung Ngô là vừa comment là nói lan man quá. Lan man thì vì tôi phải nói để cho rất nhiều các bạn hiểu. Hiểu từng người ta so sánh ấy. Người ta so sánh là phải so sánh những cái chỉ số kỹ thuật, những chỉ số thì mới cái người dân thường người ta mới hiểu được.
Đó, các anh đừng có sốt ruột. Các anh nghe, các anh đừng có sốt ruột. Anh nào mà sốt ruột thì mời các anh ra ngoài đi. Nhá, tôi cũng không không cần những cái người mà không quan tâm đến cái này để nghe đâu. Tôi cần những người dân và những cái cộng đồng mạng mà quan tâm đến những cái vấn đề mà đồng tiền thuế của chúng ta bỏ ra. Đó, anh nào có đủ kiên nhẫn nghe thì nghe, còn anh nào không có đủ kiên nhẫn thì mời anh ra ngoài. Anh như Quốc Trung Ngô này. Đó. Thì đó các bạn biết, một cây cầu dài 5 cái cầu Vĩnh Thịnh dài 5.500 m, rộng 14 làn xe, à, rộng 10 rộng 4 làn xe, 16 m. Thế có giá có 137 triệu đô. 37 triệu đô thì các anh tính ra là bao tiền? Đó. 37 triệu đô, à 137 triệu đô các bạn tính ra bao tiền? Nó vào khoảng cứ nhân lên đô vào cái giá thời điểm mà lúc đó thì cứ cho khoảng 21 22 đi, nhân đôi lên. Thì nó chỉ khoảng 2.800 tỷ một cây cầu dài 5 5.500 mét. Các bạn biết là nếu mà một cái cây cầu bắc qua sông Hàn thì các bạn nhìn cái sông Hàn nó bé xíu mà. Đứng đứng ở đây anh các bạn nhìn cái cầu quay, bạn nào ở ở bên gần cái cầu quay chứ đường Lê Duẩn mà nhìn sang cái cầu sông Hàn này cho biết là bao nhiêu mét không? Mà nào ở gần sông Hàn cho tôi biết cái cầu quay ở sông Hàn nó dài bao nhiêu mét không? Có đến 1,5 km không? Một cây số rưỡi không? Làm gì đến một cây số rưỡi? Đúng không? Cầu sông Hàn làm gì mà dài đến cây số rưỡi? Ngày xưa tôi làm cho Siri Đà Nẵng gần 9 năm tôi làm cho Đà Nẵng. Thế thì một cây cầu bây giờ cứ cho là xây một cây cầu mới như cầu Vĩnh Thịnh đi. Nhưng mà nó chiều dài nó chỉ có khoảng 1 km đi. Tức là chưa bằng một nửa cái cầu Vĩnh Thịnh. Nếu mà bắc qua sông Hàn thì nó đấy, mà nào bạn Nguyễn Vin này cho biết là cái cây cầu ở sông Hàn cầu quay nó chỉ dài có 1,37 km, tức là 1.370 m. Đó. Nó chưa bằng 1/3 của cây cầu Vĩnh Thịnh. Chưa bằng 1/3. Đó, chưa bằng 1/3 cây cầu Vĩnh Thịnh. Và cây cầu Vĩnh Thịnh là dài 5.500 m, tức là 5,5 km. Mà giá có 137 triệu đô. Thế thì các bạn tính cây cầu dài qua sông Hàn, tôi cứ cho các bạn làm cây số rưỡi đi, thì nó vẫn chưa bằng 1/3. 1/3. Chỉ hơn 1/3 một tí cây cầu Vĩnh Thịnh thôi. Thế thì chúng ta làm một cây cầu mới to như cầu Vĩnh Thịnh. Đó, một cây số rưỡi. Tôi tính rằng bây giờ nếu mà thuê Hàn Quốc người ta làm thì chắc là chỉ không đến 60 triệu đô. Đúng không? Thì ta cứ tính chiều dài ta chia ra 60 triệu đô. 60 triệu đô thì nó vào bao nhiêu tiền? Cứ cho là 1.500 tỷ đi. Mà cái cầu Hàn Quốc họ làm thì thôi rồi đẹp. Đảm bảo rằng các cây cầu của mấy ông Việt Nam là mấy công ty cầu của Việt Nam làm thì chỉ có khóc thét. Đó. Không thể làm đẹp bằng Hàn Quốc được. Đố các bạn Việt Nam làm bằng bằng công ty Hàn Quốc làm được. Thế thì tôi đưa ra những cái chỉ số để các bạn so sánh và tôi cũng đăng lên trên tường. Tôi cũng đăng lên trên Facebook và tôi đăng lên cái blog của tôi đó. Blog Lê Dũng ấy. Tôi vừa chia sẻ trên Facebook đó mời các bạn là có thể xem thêm chi tiết. Ở trong đó có những cái con số so sánh. Thế thì những cái bạn mà ở Đà Nẵng, những cái bạn chuyên gia, rồi những cái bạn phản biện ở trong Đà Nẵng, các bạn có thể lấy những cái đó để so sánh và để xem là cái mấy cái ông công tử Bạc Liêu, con cháu công tử Bạc Liêu ở trong Đà Nẵng. Ông Xuân Anh hay ông gì đó, ông Xuân Anh như niết gì đó. Hình như là không biết là để ông nhờ ông Hoàng Dũng, học giả Hoàng Dũng xác minh giúp xem là ông Xuân Anh này có phải là họ hàng cháu thì công tử Bạc Liêu. Ông đang tính xây cái hầm chui 5.000 tỷ. Ông nhờ học giả Hoàng Dũng xác minh giúp cái lý lịch của ông Xuân Anh nhá. Đó thì trong lúc rảnh rảnh uống cà phê thì đưa lên vài cái thông số để các bạn biết biết rằng là bây giờ những cái tỉnh ấy, những cái tỉnh ở khắp nơi nó đang nảy sinh ra những cái bá kiến rồi chánh tổng mới, những cái đội ngũ mà con cháu của công tử Bạc Liêu. Người ta nghĩ cái đồng tiền ngân sách của nhân dân nó giống như là những cái lá tre là các anh cứ thò tay và các anh ấy rút ra để các anh ấy tiêu. Anh ấy coi thường tất cả những cái phản biện của giới khoa học và các cái giới các cái nhà khoa học cũng như là nhà chuyên môn, thậm chí là những cái người mà hoạt động xã hội người ta phản biện. Anh ấy bỏ ngoài tai những cái phản biện. Thế thì không hiểu rằng là cái cơ chế và cái chế tài quản lý những cái đồng thuế này của phía chính phủ và phía quốc hội như thế nào mà để những cái nhóm bá kiến lý trưởng như là con cháu công tử Bạc Liêu nó hoành hành và nó nghĩ ra những cái trò mà để đốt tiền ngân sách như vậy. Tôi không hiểu, tôi nghĩ là anh Phúc phải xem hay là cái ban quản lý về tài chính của quốc hội phải xem là như nào chứ. Đó.
Vâng, thế thì lúc rảnh thì chia sẻ với các bạn một vài cái thông tin về cái chuyện cầu và hầm. Bạn nào muốn đọc thêm và đọc tìm hiểu chi tiết thì có thể vào blog của tôi. Vào cái Facebook của tôi thì tôi có dẫn lên rất nhiều các cái hình, tất cả những cái thông tin, những cái thông tin về cái cây cầu. Đó, các cây cầu, những cái cầu điển hình. Để các bạn, kể cả các bạn không có chuyên môn thì các bạn có thể nhìn thấy thì các bạn so sánh được. So sánh được những cái nó rất đơn giản. Để chúng ta nhận ra là những cái tập đoàn mà công tử Bạc Liêu và những cái băng nhóm ve chó bây giờ nó đang đốt ngân sách kinh khủng quá. Nhất là thời điểm này ngân sách của chúng ta đang cực kỳ khó khăn. Chính phủ và nhà nước, nhân dân phải tiết kiệm từng đồng một. Đó. Chúng ta phải lên tiếng để chặn lại, chặn đứng những cái chuyện mà những cái tập đoàn đốt tiền ngân sách như vậy. Mà tôi nghĩ tất cả các bạn phải lên tiếng, nhất là các bạn chuyên môn, có chuyên môn, những anh đồng nghiệp của tôi trong giới kiến trúc, giới xây dựng phải lên tiếng. Vâng. Xin chào các bạn, tôi sẽ quay trở lại các bạn trong những cái chủ đề khác. Vâng, xin chào.